Chào các bạn, hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái đầu giải mã đến từ Đèn Ông. Một cái model rất là quen thuộc, mình bán là nhiều rồi. Đó là con DVD A1. Con này thì nó là một cái đầu DVD kim, một cái giải mã chuyên nghiệp luôn. Thì các bạn thấy là cái nút giải mã của nó nằm riêng. Nhưng mà hình như cái tiêu đề mình nói là con này mình bán lỗ luôn. Mình bán với mức giá chỉ bằng nửa mức giá cái con mà hai con hôm trước mình bán. Thì con này mình chỉ bán 5 triệu rưỡi thôi. Thì tại vì sao? Tại vì con này nó hư cái khiển để nó đọc CD, DVD rồi, thì chỉ làm giải mã thôi nha các bạn. Đó. Thì mình mới bán mức giá đó, thì mình nói trước cho các bạn vậy. Nên chúng ta thấy cái màn hình nó có lên, nó hư cái chức năng khiển này rồi. Đó. Và chỉ làm giải mã thôi, giải mã cổng cáp quang và cáp đồng tục. Giải mã đây để mình nói chuyện cho nó dễ nghe hơn. Phía sau là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là cái đường xuống âm ly, đường AV xuống âm ly, nó có hai đường xuống âm ly luôn. Và đây là cái đường nhận vào của các cáp đồng trục và cáp quang, các bạn là chọn đường in này nha. Đó. Như vậy thì chúng ta vẫn chơi nó giống như một cái đầu giải mã bình thường thôi. Chúng ta chỉ không có chơi được đĩa tại vì nó hư đĩa rồi. Con này thì nó chạy 4 con chip giải mã giống như cái đầu Đèn Ông S13 La Mã Limited. 4 con chip giải mã 24 bit. Lắp ráp tại Nhật Bản nha các bạn. Rất là nhiều cổng kết nối tại vì nó là bản thân nó là một cái đầu DVD nữa mà. Lắp ráp tại Nhật Bản này. Có nhiều bạn thì hay hỏi mình là có cái đầu nào mà nó hư đĩa không để các bạn mua chỉ chơi giải mã thôi. Thì đây là cơ hội tốt để các bạn chơi, tại vì nhiều bạn cái khả năng tài chính không đủ để chơi những cái đầu mà giải mã mà vừa có đĩa vừa ấy, mà nhiều lúc chúng ta mua về chúng ta không chơi đĩa thì nó cũng phải cái chức năng đó. Chúng ta mua con này nó bị hư cái khiển của đĩa rồi, chúng ta chỉ chơi giải mã thôi, rất là phù hợp. Rồi bây giờ mình test thử cho các bạn nghe giải mã lại nha. Cho các bạn nghe lại từ đầu đi. Mình cắm vào tivi ổ cứng, mình phát nhạc từ ổ cứng qua tivi nha. Thì các bạn có thể mua ổ cứng bên mình với mức giá là 2 triệu, hoặc các bạn mua USB với mức giá là 800 ngàn, ta cắm vào tivi. Từ TV mình phát xuống qua dây cáp quang này nè. Đó. Nó ư cái khiển này nó không thể lên màn hình luôn. Nó chỉ nó lên đèn mờ mờ này thôi. Sài Gòn
mình đã test xong cái này thì nó chỉ làm giải mã thôi, cho các bạn lưu ý coi kỹ video nha, mình nói rất là rõ nha, đĩa không đọc tại vì nó hư cái khiển đĩa rồi nên màn hình nó cũng lên luôn. Chỉ có cái công tắc chuyển này thôi, optical cursor, DVD chúng ta chỉ chuyển vậy thôi, nhưng mà DVD thì nó không đọc không chơi. Rồi bạn nào mà rành về kỹ thuật có thể mua về, nếu các bạn có cái những cái đầu DVD loại nhỏ của Denon mà nó cùng cái bộ khiển này, chúng ta thay vào nó chơi cũng được, còn không thì cứ chơi giải mã bình thường giống như các bạn chơi những cái đầu đĩa mà đây mà nó hư đĩa rồi, nó không cần đĩa mồi, chúng ta chơi vậy thôi. Ok, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình, với mức giá là 5 triệu rưỡi nha. USB bên mình bán 800 ngàn, ổ cứng là 2 triệu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video khác.